ដែលជាដំណាំល្ងមកនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយចំនួននឹងកំពុងតែប្រឈម បាទទៅនឹងបញ្ហាដែលវងសត្វល្អិតនឹងវាស៊ីបាទស៊ីបំផ្លាញបាទទៅលើដំណាំល្ងរបស់គាត់នៅតែម្ដងកសិករដាំដំណាំល្ងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិរតិសែនជ័យ២បាទឃុំអូស្វាយស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងវងសត្វដង្កូវស៊ីបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរតែរុចរើទៅហើយ អ្នកស្រីថាសរំបាទជាម្ចាស់ចំការល្ងដែលរស់នៅភូមិឃុំកលិនិកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារឲ្យភ្នាក់ងារទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដឹងនៅនឹងកន្លែងចំការល្ងនោះថាដីចំការរបស់គាត់នេះគឺមានចំនួនទំហំ3ហិកតាការដាំល្ងនេះជាលើកទី1ហើយដែលទើបតែចេញបាទផ្កា1មួយបាទតាមដើមតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនឹង ត្រូវបានវងសັດដង្កូវស៊ីបំផ្លាញបាទប្រហែលជា60ទៅ70%ចូលទម្រាំតែដល់ប្រមូលផលມັນដឹងថាបានដើមមកវិញដែរឬក៏អត់ទេហើយអ្នកស្រីនោះក៏បញ្ជាក់ថាបើមានដីកំទុកចោលយើងត្រូវតែដាំដំណាំផ្សេងៗបាទទោះបីជាមិនបានលក់យ៉ាងណាក៏គ្រាន់តែបានបេះហូបនៅខ្លួនឯងបាទដើម្បីជៀសវាងការហូបបន្លែផ្លែឈើដែលនាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងព្រោះតែបន្លែឈើផ្លែឈើទាំងនោះភាគច្រើនហ្នឹងគេប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីបំផ្លាញទៅដល់សុខភាព ហើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាមុននឹងដាំដុះដំណាំអ្វីមួយត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវរកដីដែលមានប្រភពទឹកដែលមានជីជាតិល្អបាទមុននឹងដាំត្រូវតែសួរនាំទៅខាងមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មជាមុនសិនបាទត្រូវរៀនអំពីបច្ចេកទេសផ្នែកនៃការដាំដុះផ្សេងៗរួចទើបយើងទៅទទួលបានផលល្អនោះជាងនឹងមានប្រាក់ចំណូលទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់នោះទស្សនិកជនសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អ្ន
miền tự cầu xì tiết đằng thời gian mấy tê nhóm đam lực tìm mùi ni mình đang kịp bàn xây đã xây tê là sao tại tự cầu xì đằng bàn phà màu vinh á tê bàn tuần bàn đào màu vinh á tê ni bà phần mang hạt ta tự còn tự á nó nhóm đam bàn bay hạt ta và cả lãnh khá tớ đô tớ cả lãnh khá tớ ạc đô cả bạch nâng đầy về sao đầy sao ta liền máu phải chìa hai ông còn mình đăng đang chơi giang mấy đại nhưng mình sợ đằng đại vậy nhưng mình đại đầm đầm ní chấm nai lôi ao ở trạ tua kê mà chua rồi ao hãy chua chua kê bài tiên nè mà chắp chua kê mà chắp bà lâu ao kê bánh tháng năm ao ní đang thả bàn bà mán tê mà quỳnh ní vậy ở đại đầm bà miệng đầy hãy tục cháu có ạp bà giàu hãy đọc về đi tới xạ đầm xạ mờ rồi không phải bàn mán thế rồi tầm rồi rồi không phải chị ba đang xám sập phía rồi vậy mà tự bày hạt nè trang sơn ông po đào nhẹ miền đây công tục tùm nê trao lại muốn nâng đâm ở vậy mua dương tự sực xa ở chị ba lo sân chậm đâm có mọi đội nhóm nhẹ đâm tự miền sạch màu xì hay mình đang thương mạch hay đâm ta cái lạnh khá ta có việc đô cái lạnh khá ta bị ạt đô đang tài giang mạch đây sực xa vì khang cả sức cầm cái màu phụ vô này nó làm dưỡng nâng đâm nâng xong ạ khôn á bà tôi xin cái chân chạy tôm nâng phò đầm miên khám phần này cả sĩ cam cả đâm đột lồng ngô để trời đồng cơ xì bóng phê bóng phái nhạy đáy bà dương tới 8 bà lô của xâm bạc bí sách chi xâm miên khung ô xoái bà xa rộng bồ rây ô xoái sàn chây khát sân trai bà lô bình chạy bạp mà khám phần này nghe tù rụt tù ả dì ạc nê tam tù rửa sắp nơ rửa xìl thang ngay nít tha bà chìa bò rọt nơ khung khung ô xoái nít bà chọc bón miên bà mang chì chiêng phùm bây bò nẹ bà nẹ đai bà co bà cái pin núi chiêm mình trải địa cá nâng chiêm cam mà có rồi bọc cầm hồn chấn cầm tráng cam mà có cầm hồn Việt Nam và chân sôm châu rùm sau đây chú mồi nâng bọn sợi sầm phong và đầm lực ngô sừng khâm thập bàn phá các bàn tay mao pi vừa pa rồi đây rồi còn chấm nia chín năm ấy mình đăng cái bàn chì thằng cơ nâng bía sừng bồ hay xì lực ngô quạt nâng tư ta sang ta ở ta hái bạc